Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Thoan. Hôm nay mình có dịp về quê ấy, thì mình thấy em trai mình có lắp một cái hệ thống năng lượng mặt trời. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ cái hệ thống điện ở trong nhà, ví dụ như là quạt, đèn, tivi và máy lạnh đều sử dụng cái điện năng lượng mặt trời này các bạn ạ. Bỏ ra một cái khoản tiền để chúng ta có thể sử dụng trong mấy chục năm mà chúng ta vẫn có thể là bán điện cho nhà nước nữa. Đây là cái bộ hòa lưới điện 3 pha 10 kW, nó có tên là GoWatt. Đây là toàn bộ hệ thống của nó này. Cái cục nhỏ nhỏ phía dưới là dùng cho gia đình, còn đâu cái cục to phía trên ấy, thì em mình dùng để bán cho nhà nước. Đây, tủ điện. Ví dụ như là trên cái máy này nó hiển thị thì một ngày sẽ thu được khoảng gần 40 kW các bạn ạ. Mà trong khi đó một ngày ở nhà mình chỉ có thể sử dụng tối đa là 15 kW thôi. Như vậy là chúng ta dư rất là nhiều. Đây là hệ thống dây này, dây dẫn để dẫn ra những cái tấm pin đó. Bây giờ mình sẽ ra đó để xem những cái tấm pin nó như thế nào nhé. Cái này là em trai mình lắp ở trên bên hông cái lầu 1 đó. Đó, đây là tất cả cái hệ thống tấm pin này. Khá là nhiều. Từ những tấm pin này chúng ta có thể thu được rất là nhiều năng lượng. Rất là nhiều điện. Các bạn nào muốn tư vấn ấy, thì hãy comment ở phía dưới nhé. Mình sẽ để số điện thoại em trai mình phía dưới. Các bạn có thể hỏi, em trai mình sẽ tư vấn cho các bạn. Và sắp tới thì mình chắc chắn là mình cũng sẽ cố gắng để lắp được một bộ như này. Bởi vì trong miền Nam thì nắng rất là gắt. Nắng quanh năm các bạn ạ. Các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt.